Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. VnExpress đưa tin khi tới thăm trại huấn luyện Zikim của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với các binh sĩ ở đây rằng các đơn vị còn nhớ họ từng nói rằng chúng ta sẽ không đưa quân vào tấn công Gaza không? Chúng ta đã tấn công, họ nói rằng chúng ta sẽ không tới được ngoại ô Gaza City. Chúng ta đã làm được. Họ tuyên bố rằng chúng ta sẽ không vào bệnh viện Asifa, chúng ta đã ở đó. Ông Netanyahu tuyên bố lực lượng Israel sẽ lùng sục mọi ngóc ngách giải Gaza, lật từng tảng đá, không trở lại bất cứ nơi ẩn náu nào cho Hamas. Ông Netanyahu nói sẽ xóa sổ Hamas và đưa các con tin về nhà. Đó là hai sứ mệnh thiêng liêng. Thủ tướng Netanyahu cùng ngày gặp phái đoàn Mỹ do Brett McGurk, điều phối viên phụ trách các vấn đề Trung Đông của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, và Barbara Lee, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông, dẫn đầu. Trong cuộc gặp, ông Netanyahu tuyên bố IDF đang giải phóng bệnh viện Asifa khỏi Hamas. Hai bên thảo luận một số vấn đề, trong đó tập trung vào nỗ lực giải thoát các con tin đang bị giam tại giải Gaza. Các binh sĩ Israel ngày 15 tháng 11 triển khai chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào bệnh viện Asifa, nơi họ coi là trái tim đang đập của Hamas. Binh sĩ Israel sau đó rút khỏi bệnh viện và trở về các vị trí xung quanh cơ sở y tế này. Video do IDF công bố cho thấy lính Israel phát hiện một số súng trường tấn công kiểu AK, hộp tiếp đạn, súng ngắn, lựu đạn, áo trang bị và một số công cụ hỗ trợ sau khi lục soát các khu vực trong bệnh viện Asifa. IDF cho biết số vũ khí này được đơn vị đặc nhiệm Sadak và các binh sĩ thuộc sư đoàn thiết giáp số 36 Gaas tìm thấy trong phòng đặt máy chụp cộng hưởng tử của bệnh viện Asifa. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên IDF thông báo các binh sĩ Israel tìm thấy quân phục của Hamas bị vứt lại trên sàn bệnh viện để các tay súng có thể trà trộn vào dân thường thoát ra ngoài. Theo thông tin từ báo Dân trí, Reuters dẫn nguồn tin từ giới quan chức Qatar cho biết nước này ngày 15 tháng 11 đã làm trung gian cho một đề xuất giữa Hamas và Israel. Theo đề xuất, Hamas sẽ thả 50 con tin là dân thường từ Gaza để đổi lấy 3 ngày ngừng bắn từ Israel. Đề xuất thỏa thuận đang được đưa ra thảo luận và có sự phối hợp của Mỹ. Ngoài ra, nó cũng có điều khoản Israel thả một số phụ nữ và trẻ em Palestine và cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo từ bên ngoài vào Gaza. Theo phía Qatar, Hamas dường như đã đồng ý với những nội dung chung của thỏa thuận này, nhưng Israel thì chưa đồng ý và họ vẫn đang đàm phán chi tiết. Nếu hai bên thống nhất được ý kiến, đây sẽ là đợt thả con tin lớn nhất của Hamas kể từ khi lực lượng này tấn công vào các khu vực do Israel kiểm soát ngày 7 tháng 10 và bắt 240 người về giải Gaza. Trước đó, Hamas mới chỉ thả vài con tin. Quốc gia vùng vịnh Qatar được xem là trung gian liên lạc trực tiếp với Hamas và Israel. Trước đây, nước này từng giúp hai bên thống nhất các thỏa thuận ngừng bắn. Hamas cũng được yêu cầu cung cấp danh sách hoàn chỉnh các con tin dân thường đang bị giam giữ ở Gaza. Quan chức Qatar nói việc thả toàn bộ con tin hiện chưa được thảo luận. Trước đó, cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Qassam hôm đầu tuần nói với Qatar rằng họ sẵn sàng thả 70 phụ nữ và trẻ em để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Vietnamnet ghi nhận, theo RT, trong ngày 15 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi xét xử các nhà lãnh đạo Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế. Ông Erdogan cho biết, chiến lược quân sự của Tel Aviv đang hủy diệt hoàn toàn thành phố và người dân ở dải Gaza. Đây là những hành động khủng bố tàn bạo. Họ giải bom với cả những người dân thường tìm cách sơ tán. Trong tuyên bố của mình, ông Erdogan nhấn mạnh rằng Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza, nói những ai còn im lặng về hoạt động của Tel Aviv là tiếp tay cho tội ác. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắc lại quan điểm của Ankara về Hamas rằng đây là một nhóm giải phóng đang chiến đấu để bảo vệ đất đai và người dân Palestine. Ngay sau khi bình luận của ông Erdogan được đưa ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng đáp trả. Ông Netanyahu cho biết không công nhận những lời thuyết giáo của ông Erdogan. Trang tin Reuters ngày 15 tháng 11 cho biết các quan chức cấp cao của Iran và Hamas mới đây đã tiết lộ về cuộc gặp giữa đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei và lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào đầu tháng 11. Nguồn tin của Reuters nhấn mạnh Iran nói sẽ hỗ trợ Hamas về mặt chính trị và tinh thần, nhưng không can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột với Israel. Các quan chức của Iran cho biết, đại giáo chủ Ali Khamenei cũng đề nghị ông Haniyeh không tiếp tục kêu gọi Iran và lực lượng Hezbollah tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Iran trước đó đã nhiều lần công khai tuyên bố không muốn cuộc xung đột Israel-Hamas lan rộng ra khắp khu vực. Các quan chức quốc phòng Israel thông báo nước này cho phép xe bồn chở nhiên liệu của cơ quan Liên Hợp Quốc tiến vào dải Gaza để phục vụ hoạt động nhân đạo. Cơ quan điều phối hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ Cogat, cơ quan quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến dân Palestine, ngày 15 tháng 11 thông báo sẽ cho phép các xe bồn của Liên Hợp Quốc nhận nhiên liệu ở cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa dải Gaza và Ai Cập. Cogat cho biết sẽ cho phép chuyển 24.000 lít nhiên liệu vào dải Gaza và quyết định này nhằm đáp lại yêu cầu từ phía Mỹ. Tuy nhiên, Cogat chưa công bố chi tiết về thời điểm số hàng này được chuyển vào dải Gaza. Israel phong tỏa dải Gaza sau vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, chặn nguồn cung nhiên liệu vào khu vực với lý do lo ngại nhóm vũ trang sẽ sử dụng mặt hàng này cho mục đích riêng. Tuy nhiên, sau nhiều tuần chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, Israel đồng ý với kế hoạch chuyển nhiên liệu vào dải Gaza bằng xe bồn của cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine, UNRWA. Một nguồn tin Israel cho biết, theo thỏa thuận, các xe bồn của UNRWA sẽ nhận lượng nhiên liệu đủ cung cấp cho khu vực trong vòng 48 giờ. Đoàn xe này sẽ nhận lô hàng tương tự tiếp theo sau khi giao xong lô đầu tiên. Theo một quan chức Mỹ, UNRWA đã phối hợp với IDF để cung cấp nhiên liệu cho các mục đích nhân đạo trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, nguồn cung này đã cạn kiệt trong những ngày gần đây. Filippo Lazzarini, lãnh đạo UNRWA cho biết, cơ quan này đã cảnh báo về tình hình nhiên liệu từ cách đây 3 tuần về việc các nguồn cung đang cạn kiệt nhanh chóng và ảnh hưởng tới hoạt động cứu người. Ông Lazzarini cho biết, kể từ đó chúng tôi hạn chế sử dụng nhiên liệu rất nhiều và phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền Israel để tiếp cận số nhiên liệu hạn chế trong một kho tại dải Gaza. Không thể tin được, các cơ quan nhân đạo phải cầu xin nhiên liệu. Từ khi chiến sự bùng phát, nhiên liệu bị dùng làm vũ khí và phải chấm dứt điều này ngay lập tức. Thông tin được đăng trên báo VnExpress. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Malta đề xuất về việc kêu gọi tạm dừng nhân đạo, mở rộng các hành lang nhân đạo khẩn cấp và kéo dài ở Gaza, theo báo VTC News. Nghị quyết được thông qua với 12 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 3 phiếu trắng, Nga, Mỹ và Vương quốc Anh. Nghị quyết yêu cầu tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế, nhất là liên quan đến việc bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em. Nội dung nghị quyết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tạo ra hành lang nhân đạo khẩn cấp và kéo dài trên khắp dải Gaza để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở. Theo nghị quyết, các bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp liên tục, đầy đủ các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp Gaza, bao gồm nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó, nghị quyết Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi việc điều kiện cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi khẩn cấp, bao gồm cả việc tìm kiếm trẻ em mất tích trong các tòa nhà bị hư hại và phá hủy, cũng như việc sơ tán y tế đối với trẻ em bị bệnh, bị thương. Nghị quyết cũng yêu cầu thả vô điều kiện những người bị giam giữ ở Gaza. Nghị quyết không đề cập đến lệnh ngừng bắn, cũng như nhắc đến cuộc tấn công của Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10. Trong đó, chính quyền Israel cho biết khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt giữ. Gilad Eden, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc nói rằng nghị quyết này sẽ không có ý nghĩa và không thực tế. Ông khẳng định Israel đang hành động phù hợp với luật pháp quốc tế ở Gaza. 4 dự thảo nghị quyết trước đó về xung đột Israel-Hamas đã không thể thông qua tại Hội đồng Bảo an, trong đó 2 dự thảo nghị quyết do Nga đệ trình không đạt được số phiếu tối thiểu cần thiết. Nghị quyết do Brazil soạn thảo bị Mỹ bác và Nga, Trung Quốc cũng phủ quyết nghị quyết do Mỹ đệ trình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.